Công ty trách nhiệm hữu hạn Võ Đắc cùng trên 100 anh chị em xe đạp cả nước đã gửi đóng góp cho cái chương trình hành trình của chúng tôi ngày hôm nay với số tiền trị giá là cũng là khoảng 260 triệu và một số quà. Thì đến đây nhìn thấy bà con sau cái cơn lũ là được khắc phục và những cái gương mặt rất là vui, khi mà không phải vui đến để là nhận quà mà nhận cái tấm lòng của tất cả mọi người, của tất cả anh em để đến với chia sẻ với bà con. Vui không phải vì số cảm là chia sẻ, không biết nói gì hơn, thì chúc bà con là thật nhiều sức khỏe, làm việc thật nhiều sức khỏe, cố gắng để là cái cũng là rất là khắc nghiệt khi mà cứ vài năm, mỗi năm là có lũ, vài năm là lũ lớn một lần, để thì cũng mong bà con đó là cả nước hướng về bà con vững tay lái để mà cùng nhau vượt qua cái đoạn khó khăn này. Chương trình thì cũng đại diện của doanh nghiệp, em con tân trọng giới thiệu là anh Trần Đức Minh. Câu lạc bộ xe đạp Hồ Kiếm là một trong những thành viên của Liên đoàn xe đạp Việt Nam. Khi mà chúng tôi hay tin ở quê hương chúng ta gặp một cái cơn bão hồng thủy, không biết trong những cái ngày mà nước lũ ngập tràn như thế thì bà con sống bằng cách nào, nhưng mà đến đây thì chúng tôi thấy được rằng là trước hết là phải cảm ơn chính quyền địa phương, cảm ơn bà con nơi xóm đã đùm bọc giúp đỡ với nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Còn cái sự giúp đỡ hôm nay chúng tôi đến thì cuộc sống của bà con cũng tương đối ổn định rồi. Chúng tôi thấy rằng là cái sự chia sẻ với bà con thì còn phải cần nhiều hơn nữa. Và chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi luôn luôn sát cánh kề vai cùng với tất cả bà con ở các vùng miền gặp khó khăn mỗi khi mà có cái sự việc thiên tai hỏa hoạn xảy ra. Và chỉ mong rằng là các bà con ở các vùng quê chúng ta cố gắng vượt qua cái khó khăn này và đùm bọc lấy nhau trong những hoàn cảnh nhất để vượt qua. Và chúng tôi luôn luôn là những cái người đồng hành cùng với chương trình thiện nguyện xanh và đến với bà con để giúp cho bà con vượt qua khó khăn. Một lần nữa thì thay mặt anh em xe đạp miền Bắc nói chung và anh em xe đạp Hà Nội nói riêng, kính chúc bà con mạnh khỏe và chúng tôi luôn luôn ở bên các bạn. Xin chào. Tiếp theo chương trình, con đọc theo danh sách. Dạ, để trao quà. Trước hết là con đọc 5 người.